À, hôm nay Chủ nhật ngày ngày 6 tháng 8 bà con. Coi lễ bế mạc giới trẻ đã kết thúc rồi. Rồi một số người đã trở về quê hương của họ. Một số người thì tiếp tục đi tham các nước khác ở tại Âu Châu. Và cái số người mà đang đứng đây chờ xe tram, xe bus này thì bà con. Thì cái này thì mình không biết là họ là cư dân hay là du khách, mình không biết nữa. Tại vì coi như cái lễ đại hội giới trẻ đó đã bế mạc rồi, tại nên người ta không có đeo cái thẻ nữa, không đeo cái thẻ nữa, tại nên mình không thể nào mình biết được họ là giới người ở nơi đây hay là du khách, mình không biết. Hai cái xe tram ở trước mặt mình nè, thì họ chờ đúng giờ bắt đầu người ta mới chạy tới để đón khách bà con. Số người chờ đông quá chừng nè. Coi như nếu mà hai xe này không tài nào mà chở hết nổi số khách này đâu. Cái trên cái chỗ này khoảng chừng nếu mà cao tay cả đứng cả ngồi thì có thể còn chừng 25 người, may ra thì được 30 thôi. Nhưng mà cái xe tram này thì nó đi tới giờ sau nó chở thì bắt đầu có những xe khác đang tiếp tục tới nè, nhưng mà tới giờ của nó chạy á. Nhưng mà xe tram thì nó đi nó chia làm đường này đường kia, để cái tài xế người ta lái người ta biết cách đi đường nào theo tuyến đường của họ đi. Đây bắt đầu họ chạy nè, thì mình coi họ chạy như cái nào. Như vậy họ chạy thẳng nè, cái tuyến đường của xe này chạy thẳng. Còn hai cái xe này đánh đi nó khỏe hơn. Ta coi đây một chiếc đang chạy tới nữa nè. Như vậy là cái người tài xế họ xuống xe, họ đổ cái tuyến đường bà con. Cái xe tram này sẽ quẹo sang bên này. Để mình coi thử coi. Quẹo không? Quẹo. Nó quẹo sang bên này. Thì cái nhỏ xuống họ đổ cái tuyến đường. Chứ cái đó đúng rồi. Tới đây bắt đầu nó ngưng lại cho hành khách xuống nè. Nó ngưng lại cho hành khách xuống. Còn cái xe chem vừa rồi đó nó chạy lên trên này cho hành khách xuống, xong bắt đầu nó chạy lên kia, nó đón đúng giờ của nó. Nó canh coi bao nhiêu phút thì có một chuyến chạy đó. Thì hôm nay mình theo mình nghĩ thì coi cái này là du khách đó. Du khách đang còn sót lại á, nhưng mà cái thẻ mà đại hội gì không cần thiết nữa, tại vì đã bế mạc rồi. Đây ông du khách người Úc gốc Việt đây, cũng không cần đeo thẻ nữa. Xe nó cũng còn xa lắm mà con. Rồi coi như nó số người nó chở như vậy, ba xe này cũng không nhầm nhò gì hết á. Thì coi như mình còn ở lại qua đêm nay nữa thôi. Rồi sáng mai mình sẽ đi sớm lên tới Ý. Mình sẽ tới Ý để
tới Roma để mấy ngày tham quan ở nơi nơi đó rồi bắt đầu mình chạy về Úc. Còn một số anh chị em đã đi ý rồi, họ không muốn đi nữa thì coi như ngày nay ngày mai họ bắt đầu họ bay trở về Úc, của mình sẽ trở về Úc sau đó một tuần. Ok rồi, được có số người nào mà không đi đó thì vẫn tiếp tục, chỗ nào người nào không đi thì vẫn tiếp tục gây đi tiếp, còn chỗ nào mà muốn một số người nào mà muốn đi về thì sẽ có, tôi có tuyến về book trước sẵn sàng hết rồi đó. Nhà số người chờ cũng đông quá chừng bà con ơi, không cái nào hết được. Còn cái xe điện đạp điện này đó bà con, mình không hiểu tại sao cái hôm rồi đi trên xe bus á, thì nó viết là coi xe này có chở tới 2 người nè, nó cho thuê chứ không phải là miễn phí đâu bà con ơi. Nó cho thuê đó. Đây mình bỏ cái thẻ cái card của mình vô, bên nó tính tiền rồi để bắt đầu chạy. Nhưng mà có thể bỏ bất cứ ở nơi nào trong cái thành phố này thì sẽ có người tới để mà họ nhận lại cái xe đó, họ mang đi họ sạc á. Coi như cái này thoải mái cho vấn đề mà đi. Ok, để bye bà con nha.